Đây là các cái thẻ tranh mà như ban đầu cô Trang đã bảo với mẹ ấy, là sẽ in ảnh ra để cho bé chỉ được những người trong gia đình ấy. Giống như là đợt đầu cô Trang cũng bảo với mẹ anh là làm những cái thẻ tranh giống như này. Đây là cô Trang thì in màu và ép lát tích thôi. Thường thường cô Trang vẫn làm như thế này đối với các bạn đặc biệt, đối với từng trường hợp, đối với từng bạn sẽ có một bộ thẻ tranh khác nhau với người thân trong gia đình. Mi nếu mà chỉ được bố, mẹ, cụ hay ông bà ở nhà rồi ấy, không cần nữa. Nhưng nếu mà con chưa chỉ được chính xác từng người ấy, thì mẹ hãy làm cho cô một bộ thẻ như thế này nhé. Là chụp ảnh từng người như này. Đây là Mi này, đây là cô Trang này. Cô Trang thì cô Trang bo lút thêm cô Trang ở trong một vài hình ảnh nữa để cho bạn nhận ra đâu là cô Trang. Nhưng bây giờ biết cô Trang yêu cô Trang lắm. Và cô Trang đã bắt đầu dạy đến màu sắc rồi. Dạy đến màu sắc ấy là trong mới đầu chỉ dạy 3 màu cơ bản: màu đỏ, màu xanh da trời và màu vàng thôi. Mới dạy 3 màu cơ bản đấy thôi. Tại sao cô Trang lại dạy màu trong thời điểm này? Tại vì bây giờ là Mi đã bắt đầu biết được một số thứ và có thể sai vặt được một số việc. Ví dụ như là lấy đồ vật thì cô sẽ cho lấy đồ vật màu gì đấy. Ví dụ như là bộ ghế mầm non có màu xanh với màu vàng chẳng hạn, thì bảo lấy ghế màu xanh hay lấy ghế màu vàng, nó sẽ chính xác hơn và nhận biết của con nó dần dần được nâng cao hơn. Màu xanh, cô xin, giỏi quá nhỉ. Màu đỏ, màu đỏ, đỏ. Màu vàng, màu vàng. Nhưng Mi hiện tại thì mới nhớ kỹ nhất là màu xanh. Khi mà cầm thẻ tranh màu xanh ra thì con sẽ chủ động nói màu xanh. Còn những màu khác thì con vẫn chưa chủ động nói, hoặc là nói nó cũng chưa rõ lắm. Cái này thì cô sẽ điều chỉnh thêm trong thời gian tới. Trời ơi, Mi giỏi quá. Mi yêu ai? Mi ơi, yêu nào?